Dạ em không biên 77 xin chào mọi người nha. Hôm nay em lại lên video về một số món đồ nghề của quật phao, nó mới về anh em. Đồ nghề quật phao đó, lên lại cho một số anh em nào chưa mua được thì khách hàng mới biết tới shop em nha. Rồi mọi người liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha, hai số điện thoại này thôi đó shop em. Anh em mình trước khi xem like nhớ bấm cho em nút like nha, chưa đăng ký thì nhớ bấm đăng ký nha. Đó, bên em thì ship code, anh em nhận hàng kiểm hàng thanh toán đầy đủ nha, không có yêu cầu anh em cọc đâu. Không biên 77 nào mà nói yêu cầu cầu cọc là chỉ là tào lao hết đó nha anh em. Rồi cái kìm tuốt dây mổ quạ của quật phao đã về lại cho anh em ha. Bạn này thì cho mình cái chức năng là cắt dây, tuốt dây ha. Nè, có núm chỉnh để mình gia cái lực nè anh em ha. Bạn này thì mình cắt dây 6 chấm đổ lại thôi, 100.000 cái thôi nè. Nè, bạn này nè, 100.000 cái ha, tuốt dây nè, cắt dây chỗ này nè đó. Thì mình cắt dây thì 6 chấm là cái không được, 5 chấm 4 5 chấm thì mình cắt được đó. 6 chấm thì mình tuốt nó hơi khó một tí nha, hơi khó một tí, nhưng mà dây nhỏ thì tuốt hay, tuốt rất là ngon nha. Những cái sợi dây điện mà mình gấp 3 gấp 4 lại đúng không, gấp 3 gấp 4 lại 3 sợi, mình tuốt một lần 3 sợi dây nhỏ nhỏ đó anh em, đưa vô cái ngàm này nè, mình đưa vô cái ngàm này là mình sẽ tuốt được một lần được 3 sợi dây nhỏ, 4 sợi dây nhỏ lận nha. Này cái ngàm của nó to chưa đó, bạn này dùng rất là ok. Em có bán một cái dòng nữa của 2kbus thì nó có 75.000 thôi, thì 75.000 nó làm mỏng manh hơn, không có độ dày dặn được giống như thiền quật phao đó. Anh muốn mua xài gia đình thì chơi cái loại 75.000, còn mà mình thích đẹp ha, thích chắc chắn hơn thì mình chơi cái bạn này cho em 100.000 một cái nha. Đó, bạn này là kìm tuốt dây đa năng á anh em, vừa tuốt được vừa cắt được luôn, nó dài cho mình là 17,8 cm nha, dài 17,8. Đấy, bạn này rất là hay luôn. Rồi tiếp theo đây là cái bàn chải đánh rỉ nhà em, em sẽ về cho mình hai loại, ba loại luôn nha, ba loại luôn đó. Cái bạn này á, thì mình nó giống như nhỏ như cái bàn chải đánh răng của mình thôi. Mình sẽ có là một bàn chải ni lông và hai bàn chải bằng kim loại nè anh em, đúng chưa? Ba cái giá 17.000 nha, ba cái giá là 17.000. Bộ ba bàn chải đánh rỉ sét của quật phao dài 18 cm, ba cái như là 17.000. Đây là mình đánh rỉ ở trong những cái ngõ hẹp được anh em nha, góc kẹt rồi đó thì mình xài cái nhỏ như thế này. Còn nếu như những bề mặt nó lớn hơn xíu thì mình chơi cho em cái bạn này. Đây, bạn này lớn hơn nha, to lớn hơn, 35.000 ba cái. Mình cũng có cho em là hai cái là bằng kim loại và một cái ni lông nè. Đó, dài là dài 23 cm nha. Bộ ba cái như thế này thì giá em đang bán là 35.000 nha. Đó, một cái ni lông và hai cái kim loại. Còn các bạn này thì một cái cán của nó là bằng nhựa có gờ để cho mình cầm cho nó chống trượt đó anh em. Đấy, rồi có cái móc để mình treo lên. Rồi cái này nè, đó, ăn tiền ở chỗ cái này anh em. Thường em thấy ở những cửa hàng truyền thống chỗ em thì người ta bán những cái bàn chải như thế này rẻ lắm, là có mười mấy ngàn cái thôi, có khi 10.000 cái, mấy ngàn cái cũng có nữa. Tại vì sao? Tại vì cái kẽm này, cái sợi kim loại nè, nó đính vô cái bàn chải không có được chắc chắn, mình chà một hồi cái là nó văng, nó rớt hết trơn à, nó rớt hết trơn cái này luôn, nó không có chắc chắn được như hàng quật phao nha. Đó, thay vì bỏ thêm một xíu nữa thôi anh em, cái bàn chải này giá 25.000 nha, dài 26 cm nè, dài 26 cm nha. Đã mình chà bằng bề mặt lớn ha, 26 cm giá là 25.000 một cái nha. Rồi tới kìm phe nè, kìm phe em sẽ có cho mình loại 9 in và 7 in nữa cơ. Đó, thì bây giờ em còn cái 9 in, em lên cái 9 in, cái 7 in thì không có chỗ này rồi. Nè, thì nó sẽ có ra và vô ha, banh và bóp ra nè, dài 22,8 cm. Cái này là không phải bằng nhựa nha, cái này là cao su êm á anh em, cái này là nó bọc cao su êm nè. Đấy, mình cầm vô là bám dính rất là tốt nha, giá là 85.000 một cái. Đấy, đồng giá hai cái nha, banh bóp gì cũng như nhau hết, dài 22,8 đó. Còn cái 7 in hình như em nhớ chỉ có 55.000 thôi đó. Anh em mình tham khảo cái loại kìm phe của quật phao nha. Đó, cái này nó giá nó cũng không quá cao đâu, nhưng mà nó hợp túi tiền của mình so với những cái dòng giá rẻ. Thì em thấy thằng quật phao là nó làm khá là chỉnh chu quá anh em. Được chưa? Rồi. Tới kìm này là kìm nhọn của quật phao này, dài 20 cm.
30% này, nó nói là sẽ giúp mình tiết kiệm được 30% cái sức của mình á anh em. Này này, tức là nó có thiết kế to dài hơn để nó trợ lực cho mình làm được nhẹ nhàng hơn á. Đây, mình cắt dây, mình kẹp dây đồ này nọ này anh em. Nào, anh em nhìn cái lớp cao su của nó này. Bọc cao su êm nha, chứ không phải là nhựa cứng bình thường đâu nha. Đó, thì nó ra cái kèm giá là 80.000 đồng nha. Đây, kèm nhọn dài 20 cm, tức là gọi là 8 inch á nha. Giá là 80.000 đồng một cái. Rồi, em có kèm nhọn loại này nữa nè. Đây, kèm nhọn này là cũng là 20 cm luôn, nhưng mà cái kiểu nó khác. Đây, kiểu nó khác với cái kèm kia nha. Nó lại không có kiểu trợ lực như cái kèm kia đâu. Đây, cái kèm này nó gọi là cái kèm tên người ta gọi là kèm gì? Kèm mũi nhọn mỏ dài nha. Đây, mũi nhọn mỏ dài anh em. Đây, nó lại không có thiết kế giống như cái thằng 80.000 kia nha. Nè, hai thằng đều là gọi là kèm mũi nhọn mỏ dài hết trơn, nhưng mà cái bạn này gọi là cao cấp. Bạn này cao cấp, tiết kiệm 30% sức. À, đấy, còn cái bạn này là loại hồi giờ truyền thống, hồi giờ nè. Đó, tay cầm của bạn sẽ nhỏ hơn, cũng dài, chiều dài như nhau thôi anh em. Đó, nhưng mà bạn này có giá chỉ có 55.000 thôi. Đây, 55.000, em có giống như thế này mà cái mỏ nó cong nữa cơ, thì giá nó sẽ hình như là tầm 70.000 anh em. Còn cái này thì giá là 55.000 một cái nha. Kìm này là 55.000 một cái. Rồi, mỏ lết nha. Mỏ lết nè. Đây, mỏ lết cũ hoặc phao nè anh em. Nó làm bằng chất liệu, cái thép này hình như là thép carbon thôi à, không có phải là thép CRV đâu anh em nha. Thép CRV hơi bị đắt tiền đó. Mỏ lết mà thép CRV là mắc tiền lắm. Đây, nằm ngà mình mở ra được 20 nha. Đó, bạn này được bọc một cái lớp cao su êm ở tay cầm nè, cầm bám dính rất là tốt. Cái loại mà trần á thì mình cầm nó hay tuột lắm anh em, nhưng mà có cái này, có cái lớp này dùng rất là ok nha. Đó, bạn này có chiều dài là, để em coi từ cái 20 cm nha, 20 cm, giá là 70.000 một cái. Đấy, bạn này giá là 70.000 một cái ha. Còn nó có một cái loại kích thước nó lớn hơn xíu nè. Đấy, nó lớn hơn xíu thì mình có cũng y chang vậy luôn, nó dài hơn xí thôi, giá là 100.000 nha. Giá 100.000, dài 25 anh em. Dài 25 cm. Cái này dài 20, cái này dài 25. Đấy, anh em nhìn cái chất cao su của nó bọc này. Được chưa? Anh em mình cần bình dân thì mình chơi cho em cái này nha. Đó, mình sẽ mở ngàm được 30, ngàm mở ra được 30 nha. Anh em nhìn cái hàng quật pha nó rẻ nhưng mà nó làm rất là ổn nha, khá là sắc sảo đó. Đấy. Nè. Đấy, thì bạn này giá là 100.000 một cái. Cái nhỏ là 70 nha, tức là cái ngàm 20 á. Nè, cái này 20 cm, cái này 25 cm. Đó, cái này 70, cái này 100. Còn anh em muốn mà ngon á nha. Anh em hay kẹp đồ lớn đúng không? Hay kẹp những cái đồ lớn, đồ nặng á. Vậy mình sợ bị gãy, bị tuôn đúng không? Thì mình chơi cho em King Blue. Bởi vì sao? King Blue nó làm bằng chất liệu là thép CRV anh em. Nè, thép CRV, cái ngàm này là mở được tới 30 lần. Cái này là cây dài 20 thôi. Dài 20 thôi nha. Nhưng mà mở được tới ngàm của nó ra tới 30 lần. Được chưa? Đó, tính ra là tới 35 rồi chứ. Nè, hết luôn nè. À, tới này là 30 đó, ngày mở ra được 30 thì giá nó thép CRV nó chịu lực, chịu nhiệt tốt hơn, tốt hơn carbon nha. Nó cũng có bọc tay cầm cao su êm nè. Đó, bạn này thì giá là 200.000, và đối với King Blue thì nó hơi cao tiền nên em sẽ hỗ trợ em miễn ship cho anh em mua về mình dùng thử nha. 200.000 em sẽ miễn ship nha. Còn các bạn này, bạn này thì ngày mở ra được tới 50 lần nha, ngày mở ra 50 nè, dài 25, dài 25, ngàm mở ra 50, thép CRV. Cái này là thép carbon nè, cái này thép CRV màu đen nè, thấy chưa? Ảnh là ta làm King Blue làm nét hơn luôn anh em, nét căng nha. Đấy, thì giá của cái này là 295. Đó, anh em thấy được hai phân khúc giá khác nhau không? Mình cầm hai cờ lê thấy nó khác nhau liền à. Đó, thì 295 em sẽ miễn phí ship nha. Còn các bạn quật phao thì chưa bao gồm phí ship nha anh em ha. Đấy, tiền nào chất lượng đó nha. Anh em mình tùy vào cái nhu cầu và cái tài chính, cái công việc của mình nặng nhẹ mà mình lựa chọn cái sản phẩm cho nó phù hợp ha. Rồi, còn đây là cái bộ khẩu đầu 3/8 thép CRMO anh em.
CRMO 19, 17, 15, 14, 13, 12, 18. Đó. Rồi một cái đầu chuyển viết ra khẩu 3/8. Rồi một cái đầu chuyển 1/2 ra 3/8. Tất cả là làm bằng thép CRMO nha. Rất là xịn nha anh em. Đó, thép CRMO mình dùng khá là tốt á. Bạn này là một set nha, em bán nguyên set như thế này. Giá đang để làm 250.000 ha. Của hàng Toto 250.000 nha. Hàng này là mẫu mới về của Toto luôn anh em. Mới về luôn. Nói chung là khẩu 3/8 nó cũng sẽ rất là kén khách luôn á. Nhiều khách thì thích dùng khẩu 1/4 và 1/2 hơn. Khẩu 3/8 thì ít người dùng hơn, nhưng mà đâu đó chắc là cũng sẽ gặp khách như vậy, tại vì có khách cũng hỏi em cái mẫu này nha. Đó, anh em mình có cần đang cần những cái khẩu 3/8 thì này, này chơi bộ này cho nó chất lượng nha anh em, 250.000 cái. Rồi, mình em có cái bộ đầu chuyển của Toto này, mình sẽ chuyển từ bán vít nha anh em, ra đầu khẩu 1/4, ra 1/2 và ra 3/8 luôn. Đấy, bộ 3 khẩu như thế này, giá là 45.000 ha, chiều dài nè. Dài 6,5 nè, dài 7,3, với lại cái 3/8 nó cũng dài 6,5, chỉ có cái 1/2 là nó dài 7,3 xăng thôi. Đó. Nè, bạn này giá 45.000 ba cái cho anh em mình xài. Mình không có nhu cầu mua những cái hàng xịn như là King Tony hay là Top thì mình chơi cho em nguyên bộ này, hợp lý nha. Đấy, có 45.000 là rẻ lắm. Nè, đầu bán tôn của King Tony nè anh em. Nè, xài cái đầu này nó rất là bền nha, tại vì cái thép của hàng King Tony nó làm cái khẩu hay lắm. Nè. Cái khẩu này là đầu 8 ly nè cha, 8 ly từ lõi từ nè. Rồi cái lục giác nè, cái lục này là anh em mình xài nó rất là bền, bởi vì hàng King Tony cái thép nó rất là tốt nha, nó lâu bị mòn cái này lắm. Bán tôn chuyên nghiệp á thì mình hay xài đúng không? Dài là dài 6/5 nha. Bình thường mình xài mấy cái đầu ngắn nó chỉ có 4/8, 5/ thôi đúng không? Bạn này cho mình chiều dài là 6/5 nè. Đó, giá một khẩu như thế này là 45.000 nha anh em. 45.000 khẩu nha. Không rẻ đâu. Makita có 4/8 mà đã 25.000 rồi. Đó. Hàng này là gọi là gì? Đâu rồi? Made in Taiwan nha. Đây này. Hàng sản xuất tại Đài Loan. Đấy, thép của Đài Loan rất là ok nha. Rồi, em có cái bộ hoa thị của hàng King Tony nè anh em. Hoa thị mà có cần lờ nữa cơ. Đây, màu đen. Cái mũi hoa thị của nó là dài 7 phân. Mình sẽ có là T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. Dài 7 phân. Đây. Đấy. Nè. Đó. Rồi rút ra. Đấy. Hoa thị có lỗ luôn nha. À, anh em mình thích cái gần lờ này để vặn cho nó tiện nè, đúng nha. Gắn cái đuôi lục giác 6.35 vô là dứt thôi. Giá 169.000 nha. Bạn này giá là 169.000 của King Tony. Đấy, đồ nghề của King Tony nói chung là cái thương hiệu nó hơi đắt tiền xíu nha anh em, nhưng mà nó đắt sắc ra miếng lắm, bạn King Tony xài thích lắm. Đấy. Rồi, em có cái tu viết của hàng Toto này, 8 trong 1 nha. Đây em bóc ra cái rồi nè. Đây, nó sẽ là 8 trong 1, bữa trước nhiều anh thấy rồi nè. À, này nó sẽ có cho mình là ra và vô ha, trái phải nè. À, lách tự động nha. Cái này để là mất kính giữa rồi nè, là mình xài bàn cơm. Sau là mình lách qua bên cái này. Đấy. Rồi ha, mình lách qua bên kia. Đấy, thấy chưa? Lách tự động luôn nha, mà mình sẽ có một đầu VH2 nè. Xong rồi ở dưới đít này nó còn có nữa nè. Qua trời, nó sẽ có VH0 rồi đầu -6, đầu -5, hoa thị T20, hoa thị T10. Đó, rồi một đầu VH2 đây. Ok không? 8 trong 1 luôn. Mà cái này nó bọc cao su êm nha. Đây nè anh em, cái chỗ mình cầm này bọc cao su êm. Nhiều cái thế là mình phải cần cái ốc, cái con vít nó lùn như thế này. Đúng chưa? Cái này 8 trong 1 luôn, hợp lý nha. Có 55.000 thôi à, em thấy rất rẻ luôn á anh em. Mà cái chắc càng Toto này, ta làm đẹp ghê chưa? Đó. Nè, tôi viết mini 8 trong 1, giá có 55.000 thôi à. Mua về xài gia đình hợp lý nha. Hoặc anh em mình mở ốc vít mà cần những cái tu vít lùng á thì nên mua như thế này. Mình mang mình bỏ túi mình đi đâu mình làm nó tiện lắm. Nó có lách tự động nữa là cơ, thấy chưa? Rất là hay luôn, mà giá rất là bình dân ha, có 55.000 thôi. Rồi, tới cái bộ hoa thị, hồi bữa mấy anh hỏi em cái này nè, mà em không có. Hoa thị có lỗ luôn nha, thép là thép CRV nha. Cái này là xếp lại ha, xếp lại thôi. Đấy, bữa trước có mấy anh chốt rồi mà chưa có nhắn tin cho em nè. Đấy. Đây mình sẽ xếp lại như thế này.
mình sẽ có cho em hoa thị là T9, T10, T15, T20, T25, rồi T40, T30, T27. Đó, tất cả là làm bằng chất thép CRV. À, bên này nó sẽ là bọc cao su êm chống sóc đó nha. Đó, không có dễ vỡ đâu anh em, rất là tốt. Bản này giá 60. Còn nếu anh em mình mua lục giác cũng 60 luôn. Lục giác hoa thị đồng giá hết nha anh em. Đó. Bình Giang, còn của King Tony thì em thấy nó bán hoa thị hay lục giác gì tới 185.000 lận. Nó mắc phải gấp 3 lần một phao. Đó, nên là muốn mua King Tony thì nói em có bán King Tony luôn nha. Rồi mũi khoan gỗ này. Mũi khoan gỗ của thằng nguồn quật phao đây, nó ngộ lắm anh em, nó bán ở trong cái vộp như thế này, một vỉ như thế này đi, cũng là chuyên khoan gỗ nè anh em, thấy có cái me định tâm không, là anh em mình chuyên nó làm cái gì, chuyên khoan gỗ và khoan nhựa ha, nhựa PVC này anh em ha. Đó, mình sẽ có là 3, 4, 5, 6, 8, là tất là có tới 5 mũi lặn, mà giá có 25.000 thôi, chui là chui tròn đó. Còn xong cái nó cho mình cái hộp, cái nó mắc tiền kinh khủng luôn, nó mắc hơn à, giống như là mình mua cái hộp vậy anh em nè. Số lượng thì có 8 cây thôi, đây có 8 mũi thôi, mình sẽ có 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, được chưa, 8 mũi thôi mà giá 65.000 ha, 65.000 8 mũi. Rồi con gỗ là anh em xài chuyên cho em cái này nè, cái mũi này nó mới ngon, chứ còn lấy cái mũi con sắt con gỗ thì nó không ngon bằng cái này nha, cái này nó ngọt lắm, định tâm khoan đâu là dính đó thôi. Đó thì mắc tiền cái hộp nha, chứ cái này á anh em nào mà có hộp rồi á thì chơi cái vỉ này thôi thì có 25.000 à, nó xài gia đình thì chơi tới mũi 8 là cùng đúng không, có 25.000 vỉ thôi, còn anh em xài nhiều chơi cho em cái này, nó có cái hộp đựng á, giá 65.000, nó mắc tiền cái hộp á anh em. Đấy, cái gì nó cũng có cái giá hết trơn à. Xong rồi, cái bộ này là cho anh em mình mở ốc vít gia đình nha, nhà có xài cái gì á, cái này trên Shopee nó bán có 20.000 thôi anh em nha, mà vặn một lần thôi là bay hết trơn à, tè đầu liền thôi, nhưng mà bạn này được làm bằng chất liệu là thép CRV nha anh em, cho nên là mình sẽ dùng nó được bền hơn á, bền hơn so với những cái chất liệu thông thường mà anh em đang mua có 20-30.000 nha. Đấy, hàng này là hàng chính hãng, người ta làm chuẩn nguyên liệu lắm, carbon thì người ta sẽ niêm yết carbon, CRV thì người ta niêm yết CRV, không có nói quá lên nha, không có nói ảo về thông số gì đâu, hàng quật phao total nó nói thông số rất là chính xác. Rồi cái này mình sẽ có một cái mũi nè, một cái tua vít nhỏ ha, đây tua vít nhỏ này gắn vô đây, gắn vô đây. Đó, đây là mình mở đồ nhỏ này ha, tiện lắm. Cái này là bằng nhựa cứng nha, nhựa cứng nha nè, rồi nó làm sàn lên cho mình cầm cho nó bám dính á. Đó, nó không có lắc tự động gì đâu nha, đã đơn giản như thế này thôi, giá 65.000 đó, anh nào mà mua 20-30.000 là xài không được đâu nha, thiệt luôn, 65.000 là mình thép CRV này là quá trời rẻ rồi đó. Đấy, đúng đúng chất đúng nguyên liệu nha, xài cho nó bền anh em, chứ mình mở ba cái con ốc đầu đĩa tivi là nó hơi cứng nha, nhiều khi ba ốc dởm bỏ vô nó tè liền thôi à. Đã, nhưng cái này thì em bao cho anh em mình xài ok, 65.000 xài xong treo lên như thế này rất là gọn luôn nha. Đó, rồi tu viết cách điện nè, em có đầu trừ đầu cộng nữa nữa nha, này là PH1 nè, về cho anh em mình xài gia đình PH1 25.000 cái à. Nãy từ khi em bán cái tu viết cách điện này á, là tao nói cái tu viết cái thường nhà em ế luôn, tự khi cái này nó cách điện 1000V dành cho mấy anh xài điện sóng, mấy anh ưng xài điện sóng mà xài thử nha, chứ này á, em không biết, tại vì hãng người ta có niêm yết là đã kiểm chứng và test là cách điện 1000V đó. Ờ, ta bán ra cho anh em làm thợ điện cao tầng nữa nó anh em, giá có 25.000 cây thôi hả, mà đầu PH1 nè, cho anh em mở ốc nhỏ, còn nếu ốc lớn lớn hơn xíu thì em có PH2, đầu PH2 rồi em có cả đầu PH3 nữa cơ, đây PH3 này, PH2 này, đấy PH2 đây đó, thì giá nó chỉ có 30.000 đầu thôi à, dành anh em mình xài gia đình mua cái này xài cho nó sướng nha. Đấy, từ tính rồi là đầy đủ luôn nha anh em, từ tính tốt luôn đó nha. Rồi cái thước thủy này của quật phao nó không có 500 nha anh em, thước thủy này là thước thủy dài 30 cm, có hai bọt thủy nè. Đó, cái chất liệu của nó là làm bằng cái vỏ nhôm á anh em, nhôm mỏng thôi, nó không có 500 hít nha. Đấy, cái này Bình Giang là 40.000 thôi, bạn này 40.000 cái nè, có cái lỗ móc để mình móc lên treo lên kệ này nè. Đó, bạn này giá là 40 nha, dài 30 cm. Đó, của thằng King Blue nó mắc hơn xíu, nhưng mà King Blue nó chất lượng lắm. Còn cái này nó giá Bình Giang, nói chung là vậy ha, 40.000 cái.
Rồi Victoule, Victoule loại lớn thì chắc anh em mình có nhiều, nhưng mà Victoule nhỏ như thế này nè, 100cc thôi, dành cho anh em mình nó làm những cái phun những cái chi tiết nhỏ nhỏ đó anh em. Nè, nó cũng có đầu phun nhỏ này, bạn vòi đồ này nọ này. Đó, đây, có 145.000 thôi à. Anh em mình mua hàng này của em á, khi mà mình thử nha, lưu ý giùm em khi mình thử á, mình mua về mình trả tiền cho bưu tá xong rồi mình muốn thử á nha, là mình đổ nước vô mình thử cho em trước, được chưa? Mình đổ nước vô mình thử cho em trước, lỡ nó bị nghẹt hay là bị cái gì đó thì mình có thể đổi trả với em được, chứ mình đừng có đổ sơn mình thử nha. Đừng có đổ sơn thử nha anh em, đổ sơn thử là xong luôn á. Tại cái này 145.000 thôi à, nó cũng không có quá cao tiền nha, nó rẻ thôi. Đó, nhưng mà điều hàng cuộc pha anh em nhìn coi, nó làm sắc sảo không? Nó làm khá là chỉnh chu chứ bộ. Nè. Đó. Chưa? Đẹp ha. À, cái này nó có hơi sơn hơi bị lỗi vô đây nè hả cha. À, nhưng mà tổng quan thì cũng được ha, 145.000. Rồi cái bình nó nhỏ xíu này nè. Đấy, dành cho anh em mình xài đồ nhỏ nha, mình phun những cái đồ nhỏ nhỏ đó thì mình xài cái này cho em. Khi mà mình nhận hàng xong rồi á, mình nhận hàng xong tức là mình thanh toán tiền cho bưu tá xong rồi á nha, mình thử giùm em. Xong mình thử là làm cái gì? Mình thử là mình bỏ nước vô mình thử trước, nếu như mà nó bị lỗi, nó nghẹt, nó bắn không có ra sơ nước á, nó ra không được á, thì mình trả lại cho em nha, trả lại cho em đổi cái khác hoặc là em hoàn tiền hay như thế nào đó, chứ mình đừng có đổ sơn vô nha, tại có trường hợp như vậy rồi á anh em, đổ sơn vô là em xử không có được nữa đâu đó, đổ sơn vô là đổi không được, em đổi dưới hãng cũng không có được luôn đó. Hãng nào cũng vậy, anh em mua thì nên thử bằng nước trước nha, để nó ngon lành hay không á, thì nếu mà nó nghẹt á thì nghẹt liền ha, nước nó cũng nghẹt chứ cần gì tới sơn, đúng không hả? Rồi 145 quá trời rẻ luôn. Tới búa nè anh em, búa này là búa cao su nha. Đấy, cao su màu trắng nè đó, bạn này là 55.000 cái, mà cao su đen thì nó rẻ òm, mà có 35.000 thôi à. Đấy, cao su đen, cao su trắng thì nó chất lượng hơn nha, kiểu như nó thiết kế cái chất cao su tự nhiên á anh em nè. Đó thì cái này nó có cán nhựa bọc cao su êm, cầm bám dính rất là tốt, bạn này có 55.000 nha. Còn bạn này là cán gỗ rất là nhẹ thì bạn này giá là 35.000 cái. Đấy, 35, 55. To hơn nữa là mình có cái này. Đây, cái này để cho anh em mình làm gì? Ốp những cái viên đá, viên gạch mà ốp tường mà lớn anh em, lát nền đó, những cái gạch 80, 90 rồi đó thì mới xài cái to này mới chịu nổi đúng không? Đấy, bạn này giá là 90.000 một cái. Nè anh em nhìn tổng quan hình ba cái nè. Đấy, ba cái nè, giống như mẹ với con vậy đó. Được chưa? 35.000, 55.000 và 90.000. Đó, em thấy thường anh em hay xài cái màu trắng này lắm, thích dùng cái màu trắng thôi, màu đen không thích. Đấy, thì em không biết như thế nào, nhưng mà em thấy á, thì màu trắng á, nó cái chất liệu cao su của nó tốt hơn, nó đắt tiền hơn cái cao su đen nha. Cao su đen nó hơi gọi là nó hơi cứng, nó hơi thô hơn so với cái bạn màu trắng á. Đó, cho nên nó mắc tiền chỗ đó. Với lại cái cán tay cầm à, cái cán tay cầm người ta cũng mắc tiền, thành ra là nó ra cái búa mắc tiền chứ không phải gì hết trơn á. Còn cái búa cán gỗ này của ông Quật Phao này có 35 này anh em thấy không, cái cán gỗ nó nhẹ hiều à, mà cầm nó tuột, nhiều khi cái tay mình trơn á, cầm nó tuột, nó không có bám dính nha. Rồi tới cái búa dành cho anh em làm nhôm kính nè. Này, một đầu là cao su đen và một đầu là bằng nhựa ha, một đầu cao su một đầu nhựa nha. Mã búa là gì? 7305 nè anh em, nó có cái số này, cái mã của sản phẩm này, mình đặt cho em 7305 hoặc là búa đầu nhựa đầu cao su là em biết à. Cái này 85.000 cái nha, không biết là anh em mình mua cái dòng ở thị trường truyền thống là nhiêu, nhưng mà cái này của Quật Phao là em thấy rẻ lắm rồi đó, Toto nó còn mắc tiền hơn Quật Phao nữa cơ. Đó. Này bạn này 85 nha. À, tay cầm của người ta như thế này chứ không phải cán gỗ đâu anh em, đẹp lắm. Đấy, 85.000 cái ha. Búa còn có búa tạ nữa, rồi có rìu nữa. Anh em mình cần những cái dòng đó thì cứ nhắn cho em để em gửi hình qua cho nha. Cái này em lên không có hết nổi nè. Đây, đây bộ 4 cái mỏ lết nè anh em. Mỏ lết này nè, anh em thấy không? Nó rẻ là nó chơi cái hệ như thế này, nó không có bọc cao su, không có bọc tay cầm. Đó, nó trơn như thế này thôi, mà thép carbon. Đó, 6 yên, 12 yên, 10 yên với 8 yên, bộ 4 cái. Bộ 4 cái như thế này. Đó, thì giá nó chỉ có 320.000 thôi.
320.000 thôi, 4 cái. Rẻ hơn anh em mình mua đi mua lẻ từng cái đó. Ừ. Anh em mình xài từ nhỏ tới lớn nha. Nhưng mà thép của nó là thép carbon, xài lực nhẹ thôi. Đó, chứ còn xài lực lớn là phải chơi cỡ thép CRV của King Blue nha. Còn mình muốn mà nó xịn hơn tí là tức là nó có bọc cái cao su êm cho nó chắc tay rồi này nọ thì chơi cái này. Nó đắt tiền hơn xíu. Đấy. Cái mức giá nào nó cũng có hết trơn á. Quan trọng là mình cái nhu cầu của mình nó tới đâu ha, là mình lựa chọn cái sản phẩm cho nó phù hợp nha anh em. Rồi, cái này là bộ dao rọc cáp của King Blue anh em. Tức là mình nói là dao rọc cáp, nhìn cho anh em mình thợ điện á, rọc cáp điện rồi đó anh em. À, ta rọc dây điện rồi đó. Là nhưng mà mình có thể ứng dụng được rất là nhiều chức năng. Ngoài rọc cáp ra mình có thể tước dây nè, mình có thể dùng nó như một cái dao rọc giấy thông thường để đi rọc giấy, rọc bị nhựa, rọc những cái thường thường anh em làm nhôm là hay xài mấy cái dao rọc giấy để đi mở mấy cái niêm phong của khung nhôm rồi đó anh em. Mình xài cái này cho em. Đó, bởi vì sao? Bởi vì sao nó mắc tiền? Thứ nhất là cái thân của nó là mình nhôm anh em. Chật cầm nó rất là nặng tay nha. Có cái thanh này để mình gài vô túi quần, túi áo nè. Mình còn đa năng nữa cơ. Mình sẽ chứa được hai cái lưỡi sơ cua và mình sẽ vặn vít được luôn. Đây, nhiều khi ở trên cao nó sẽ có cái này cho anh em mình vặn vít nè. Đấy, một cái đầu để vặn vít rồi. Xong mình có một cái đầu trừ để sơ cua nữa nè. Đấy, mình muốn thay thì thay cái đầu trừ vô vặn luôn. Đấy, cầm mình vặn như thế này. Còn cái này mình gập lại ha. Gập lại rất là gọn như thế này để mình vặn ốc vít trên cao rất là tiện luôn. Đó, mình cầm khá là nặng tay chắc nịch à. Đó, xong rồi cái lưỡi của nó cơ. Cái lưỡi của nó rất là bén. Bởi vì sao? Nó làm bằng cái thép là thép SK5. Đây, mình sẽ mở được 3 nắp. 1 nắp này, 2 nắp này và nắp thứ 3. Đó, đây. Lưỡi là làm bằng lưỡi thép của Nhật cho nên cái lưỡi nó rất là bén. Lưỡi thị trường bán rất là nhiều anh em. Nhưng mà anh em nên mua đồng bộ với King Blue xài nó sướng nha. Mình tì mình đè, mình hay bị vấn đề là gãy những cái mối đè chỗ này đúng không? Nhưng bạn này nó làm thiết kế rất là dày anh em ha. Nó dày nè. Nó dày cộm như thế này thì khi mình tì mình đè nó sẽ rất là khó bị ghẻ, bị gãy á. Đó, chưa? Xếp lại như thế này. Nếu mà anh em có lưỡi rồi á thì mua cái dao thôi, cái kéo thôi, giá là 135.000 nha. Còn nếu mình mua kèm cho em một hộp lưỡi nữa thì giá nó sẽ là 150. Cái hộp lưỡi em bán lẻ là đã 18.000 rồi nha. Còn mình bán kèm theo thì mình sẽ tính là 150 cho nó chẳng tiền, được chưa? Đây, cái này gọi là dao rọc giấy hoặc là dao rọc cáp của King Blue. Nó khá là ngon anh em, xịn lắm. Ăn tìm cái lưỡi nữa cơ. Và cái thân nó thiết kế rất là đẹp. Nó tốt hơn. Đó, quật phao nó cũng có bán cái như thế này nhưng mà nó không có đẹp bằng anh em. Nó thiết kế không có sắc sảo bằng. Nó rẻ hơn cả nửa tiền lận mà. Đấy. Cái này giá 150 nha. Anh em mình đang thiếu một cái dao rọc giấy xịn hoặc là thiếu một cái dao để mình rọc cáp điện thì mình chơi cho em bạn này nha. Cực kỳ bình dân nhưng mà dùng rất là tốt luôn á. Rồi có hai cái dụng cụ để anh em mình làm gì? Vặn ống nước. Đây anh em, cái màu vàng là của King Blue, cái màu xanh là của hàng LS. Hãng LS nó cũng ghi là Heavy Duty, King Blue cũng ghi là Heavy Duty. Nhưng mà vì sao King Blue nó mắc gấp đôi? Bởi vì cái phần ngàm đây nè, cái ngàm màu đen nè, cái thân của nó là thân thép bình thường thôi nha. Màu vàng này là thân thép bình thường, nhưng mà cái phần màu đen này nè, nó được làm bằng chất liệu là thép CRM nha nè, thép CRM. Nó rất là cứng, chịu lực rất là tốt, rất là bền. Đấy, ăn tiền ở chỗ này nha, ăn tiền chỗ cái ngàm này. Anh em mình xài lực lớn, mình không có sợ bị tuông, không có sợ bị gãy, đúng chưa? Đâu phải con áp nào hay là cái cổ chỗ nào nó cũng nhẹ nhàng đâu. Nó phải có ở thế khó, đúng chưa? Đó, thì bạn này nó có giá cao. Còn bạn này giá bình dân nè, LS nè. Đó, nó thiết kế khá là bình dân. Nó nhẹ hơn King Blue chừng 50g thôi nè, em nhìn nè. Nó mỏng manh hơn xíu nha. Và cái chất liệu nó làm bằng chất thép thường thôi. Cái phần ngàm màu đen nè, phần ngàm màu xám đây nè, nó làm bằng thép thường thôi chứ không phải là thép CRM nha. Đấy, cho nên nó ra cái này khá là rẻ, giá chỉ có 75.000 thôi. Đây, 75.000, còn của King Blue là 150.000. Anh em thấy hai cái giá nó hoàn toàn khác nhau ha. Một cái là 75, còn cái 150. Thì cái chất thép nó khác nhau, cái nguyên liệu cấu thành nó khác nhau, thành ra nó sẽ ra một cái dụng cụ đắt tiền hơn ha. Giống y chang này, anh em thấy không? Cơ cấu thì y chang, nhưng mà mình muốn bền và mình muốn tốt thì mình xài cho em của King Blue. Đây, là thép CRM, cái ngàm của nó này làm rất là tốt. Còn bạn này thì nó nhẹ hơn xíu nè, anh em nhìn làm ra nó không có chỉnh chu bằng
King Blue, anh em thấy không? Ta làm sơn lên không có đẹp bằng King Blue. King Blue ta làm nè, thấy chưa? Đó. Thì 75.000 anh em cũng có mua xài và 150 cũng có để xài. Đó anh em thấy không? Giá nào cũng có, tùy vào nhu cầu ha, tùy vào nhu cầu của mình, làm nặng làm nhẹ hoặc là cái túi tiền của mình tới đâu mình cứ mua thoải mái, cái nào xài cũng được nha. Rồi ok, video của em hôm nay tới đây tạm dừng đi ha, hẹn anh em ở video hôm sau. Nhớ bấm đăng ký kênh em nha, hôm sau em sẽ hay live stream trực tiếp bán hàng á hoặc lên những video khác nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cho em tới cuối video nha.